Sau tuổi 50, muốn sướng đến già thì có 3 chỗ không nên đến, 7 thứ cần buông bỏ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, Khổng Tử từng nói 40 không nghi ngờ, 50 biết số phận, 60 nghe thuận tai thì đã trải qua một nửa cuộc đời. Ta đã xây dựng được nhiều thứ cơ bản xung quanh, có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc công danh sự nghiệp. Thế nhưng, đây cũng là độ tuổi quá khó khăn nếu như chúng ta chẳng may để mất đi tất cả và phải làm lại từ đầu. Liệu có còn mong đợi gì vào bản thân nữa hay không? Nên lựa chọn từ bỏ sự nghiệp, tận hưởng đời người cho thật tốt? Hay là chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu để thử sức và tiếp tục tạo ra đỉnh vinh quang của cuộc đời mình? Người xưa đã quên dạy chúng ta rằng con người bước qua tuổi 50 có 3 địa điểm luôn ẩn chứa rất nhiều rắc rối nên hạn chế lui tới. Tuổi 50 cần lắng nghe điều này để chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vững chắc và để đối mặt với sóng gió của cuộc đời. Nếu như làm đúng, làm đủ thì nhất định sẽ bình an. Sau 50 tuổi, 3 chỗ không nên đến, 3 thứ cần buông bỏ. Sau 50 tuổi, có 3 nơi không nên đến. Thứ nhất, nơi mọi người tranh giành. Đừng làm chuyện lợi ích lâu dài, đừng đến nơi mọi người tranh giành. Một chuyện có thể mang lại lợi ích lâu dài thì không nên làm. Bởi vì những chuyện nhìn bề ngoài tưởng rằng có cơ hội thương mại tất bật, kiếm hoài không lỗ, thì đằng sau chắc chắn sẽ ẩn chứa một cái bẫy rất lớn. Một chút bất cẩn là có thể thua sạch toàn bộ. Đừng đến những nơi mà mọi người đều có ý muốn tranh giành. Bởi vì những nơi như thế chắc chắn là mục tiêu mà mọi người đều nhắm vào, đầy rẫy những cuộc đấu đá công khai và mờ ám. Nếu không có quyết tâm rất lớn và năng lực mạnh mẽ thì rất dễ bị thất bại và tổn thương. Bước sang tuổi 50 đối với phần lớn mọi người mà nói, dù là tinh thần hay thể lực thì cũng đều không giống như lúc trẻ nữa, không thể so đấu đá được nữa. Chỉ có thể do sự điềm tĩnh, thỏa đáng trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, chưa chắc chúng ta có thể chịu đựng nổi những điều mệt mỏi. Thứ hai, thị phi trong Tăng Quảng Hiền Văn có câu: thị phi chỉ vì quá lắm lời, phiền não đều do hay ra mặt. Trong cuộc sống luôn có không ít những chuyện thị phi, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách thị phi vào trong tai, không nghe thành không có. Đối với những chuyện thị phi nhỏ nhặt không đáng kể, thay vì tranh cãi đánh nhau thì chi bằng không để ý. Còn hơn đời người mấy khi được giảm ngốc đối với chuyện thị phi của nhà khác thì lại càng phải giữ im lặng. Nhà nào cũng có những vấn đề khó giải quyết chuyện của gia đình người ta. Bản thân mình cũng không hiểu rõ mà cũng không liên quan đến mình. Không ai hy vọng chuyện xấu trong nhà mình lại bị người khác biết. Nếu nói thêm vào, ngược lại còn khiến người ta phản cảm. Vì vậy, tốt nhất không nên đến những nơi thị phi để tránh vô tình nói những lời không hay, làm mất tình cảm với người khác hoặc có thể gây ra rắc rối không đáng có. Thứ ba, những nơi trụ thịt trong Chương Sơn Mộc của Trang Tử Nam Hoa Kinh có câu: quân tử kết giao nhạt như nước, tiểu nhân kết giao ngọt như rượu. Cái tình quân tử kết giao của những người bạn thân tri kỷ không nhất định là đồng sinh cộng tử, oanh liệt, hoành tráng và cảm động như trong các câu chuyện hay phim ảnh, mà đôi khi cũng có thể là một tình bạn bình thường như nước, không chút gợn sóng nhưng gắn kết bền lâu trong cuộc sống thực tế. Còn giao tình giữa tiểu nhân thì ngọt ngào như đường, như mật. Tuy rằng rất ngọt nhưng không thể lâu bền theo dòng chảy của thời gian. Tuổi tác ngày một già đi, nhưng người mà trước đây bạn cho là bạn bè tốt thì bây giờ dần dần mất hết liên lạc. Còn những người bạn luôn ở bên cạnh thì lại là những mối quan hệ giao lưu rất bình thường.
tình bạn vượt qua được thử thách của thời gian mới là tình bạn chân thật. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên hạn chế đi đến những nơi trụ thịt, ăn uống. Những lúc rảnh rỗi nên hẹn một vài người bạn tốt cùng nhau uống chén trà, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trong nhà, cũng là một thú vui của đời người. Sau tuổi 50 nên buông bỏ 7 thứ này. Thứ nhất, lòng oán hận. Oán hận khiến chúng ta không thể nào thụ hưởng những niềm vui của hiện tại. Khi những cảm xúc oán hận được tích tụ lâu ngày, rất có thể sẽ biến thành trầm cảm và bất an. Nghiên cứu y học chỉ ra rằng khoan dung có thể mang đến mối quan hệ giao tiếp lành mạnh, làm tinh thần thăng hoa lên một bậc cao hơn, giúp giảm bớt lo lắng và áp lực, làm giảm huyết áp, giảm bớt nguy cơ lạm dụng rượu và thuốc. Thứ hai, tranh luận là điều bạn không nên có. Bạn luôn thích tranh cãi, phản bác, cho dù bạn thắng trong cuộc tranh luận đó, nhưng lại không có được thiện cảm của đối phương. Cách để giành được thắng lợi thực sự là không tranh luận. Bước qua tuổi 50, càng phải biết buông bỏ, chọn cách nhiệm vụ thỏa hiệp để tâm hồn thanh thản và vui vẻ. Thứ ba, chờ thời cơ. Đối với những người trên 50 tuổi mà nói, không nên chờ đợi cái gọi là thời điểm tốt nhất nữa, nên nghỉ hưu, đi du lịch, muốn đi đâu, muốn làm gì thì nên thực hiện hết đi, đừng chờ đợi thời cơ nữa. Vì khi bước qua tuổi trung niên, cuộc đời vốn đã rất ngắn ngủi rồi, không có quá nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi nữa đâu. Thứ tư, ăn uống thỏa thích. Khi tuổi càng cao thì các chức năng của cơ thể càng suy yếu, sự trao đổi chất cũng trở nên chậm hơn. Lượng calo mà cơ thể có thể đốt cháy trong một ngày cũng bị giảm đi nếu còn ăn uống tùy tiện, không chỉ khiến thể trọng tăng vọt mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Phương án để có một sức khỏe tốt rất đơn giản, chỉ cần duy trì cân bằng chế độ ăn lành mạnh và quy luật vận động hợp lý. Thứ năm, lấy lòng tất cả mọi người trong cuộc sống. Chúng ta luôn hy vọng được người khác chấp nhận và yêu thích. Ngoài ăn nói khéo léo ra, cũng khó tránh sẽ dùng một số kỹ xảo để khiến người khác yêu thích mình hơn, đặc biệt là ở trong xã hội đâu đâu cũng có. Cũng cần những mối quan hệ quen biết, nhưng sau khi bước qua tuổi 50, cũng là lúc nên từ bỏ suy nghĩ đi lấy lòng người khác. Tuy là có nhiều lúc muốn nói không thực sự là rất khó, nhưng cuộc đời là của riêng mình, không còn quá nhiều thời gian để đi lấy lòng cả thế giới nữa rồi. Thứ sáu, nói xấu người khác. Tục ngữ có câu, nếu như không có gì hay ho để nói thì đừng nói gì cả. Còn khi phát hiện ra bạn bè mình đang nói xấu sau lưng mình, tốt nhất là nên dùng tấm lòng trọng lượng và thấu hiểu để giải quyết. Như vậy mới có thể hóa giải được hiểu lầm, giúp mình có thể thêm nhiều tình bạn hơn. Thứ bảy, theo đuổi sự thành công của công việc. Định nghĩa thành công cũng có rất nhiều phương diện, nhưng phần lớn mọi người đều đem nó định nghĩa thành sự thành công trong công việc và sự nghiệp. Chỉ có điều là dù giàu có nhiều quyền lực cũng không thể mua được hạnh phúc đích thực. Bước sang tuổi 50 chính là thời cơ tốt để cuộc đời bạn thay đổi quan niệm. Nhìn con cái vui vẻ, trưởng thành có thể làm cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu. Ai nhìn thấy bạn cũng phải nở nụ cười. Đó là định nghĩa của thành công ở một mức độ khác, 50. Biết số phận thực ra là biết những gì. Có lẽ là biết rằng bản thân chưa làm tròn trách nhiệm, không nên buông bỏ cuộc đời của mình. 50 tuổi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cũng không còn là chuyện quá xa vời. Có lẽ chúng ta sẽ còn muốn tiếp tục làm việc để làm tròn trách nhiệm của mình. Cũng như vậy, những người 50 tuổi là những người đã đi đến giai đoạn chín mùi nhất của cuộc đời. Bên cạnh những niềm vui do thành công và sự huy hoàng mang đến, cũng thường xuyên có một số áp lực. Nhưng chúng ta đều có thể đối mặt một cách thản nhiên, vì chúng ta đã hiểu hết xã hội này.
cũng biết làm sao để sống một cuộc sống rực rỡ của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thưa quý vị, cuộc sống vốn không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta nên quăng ánh bi quan, nghênh đón những điều với tâm trạng thoải mái hơn. Như vậy, cho dù tương lai có là mưa gió hay là cầu vồng, bạn vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Nhân sinh tại thế 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý. Đường đời hiểm trở, gian nan cũng khiến người ta dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên, như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành. Mỗi một lần khảo nghiệm, tưởng chừng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ sẽ nhận được sự bù đắp. Đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thực ra, cách sống tốt nhất của một sinh mệnh đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Con người khi vừa mới sinh ra đời đơn giản hết mức có thể, đơn giản đến mức chẳng có gì. Đến khi qua đời, cô độc một mình cũng chẳng mang theo được thứ gì. Vì thế hãy cứ sống một cuộc sống đơn giản để ngày tháng trôi qua cũng đơn giản nhẹ nhàng. Nếu sống càng đơn giản thì cuộc đời lại càng có nhiều trải nghiệm. Tâm tư càng đơn giản, trong lòng càng bình an. Nhân sinh càng đơn giản, sống càng lạc quan, yêu đời. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta hãy ghi nhớ một đạo lý cũ để cuộc đời luôn mới, đơn giản mới có thể sống tự do, đơn giản mới có thể sống thỏa mãn, đơn giản mới có thể sống hạnh phúc. Bước qua tuổi 50 ở nửa cuộc đời còn lại, hãy đối xử thật tốt với bản thân. Một đời khổ sở kiếm tiền, đến cuối cùng lại không có sự tính toán chuẩn bị tốt cho mình, bản thân sẽ thiệt thòi rất nhiều. Vì thế với những người trung niên, hãy sống tốt và chuẩn bị tốt nhất cho chính mình để nghênh đón tuổi già. Nghĩ đơn giản hơn, sống vui vẻ hơn, để đến cuối cùng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.